Quý vị đang cùng với Nguyễn Trường và Đoàn Trọng qua chương trình Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi đến với quý vị từ 7 giờ đến 8 giờ mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Và có thể nói trong thời gian qua một lần nữa, chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn để đón mừng 2015. Nguyễn Trường và Đoàn cùng tất cả những người thực hiện chương trình Cà Phê Sáng xin được gửi lời chào và cầu chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới an vui và tuyệt vời. Thấm thoát mà chương trình Cà Phê Sáng đã đến cùng với quý vị gần được 4 tháng rồi đã thưa với quý vị. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị hàng sáng thức dậy sớm và theo dõi anh em chúng tôi với những bản tin hàng ngày và sự khuyến khích của quý vị. Quý vị đã gửi email vào, đã gọi điện thoại vào để khuyến khích chúng tôi làm cho công việc hàng ngày nó tốt hơn. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì những người đồng nghiệp của chúng tôi ở trong phòng thâu đó, anh Huy là một trong những người lo công việc toàn bộ sản xuất chương trình, cũng giống như anh Hoàng Trọng Thủy và cô Lập Sơn chứ không phải Lập Sượng, vâng, cũng rất là làm việc với chúng tôi trong một thời gian qua, gắn bó với nhau. Và kính thưa quý vị, đó là những thành quả mà chúng tôi hy vọng chia sẻ với quý vị trong năm 2014 của Lido Sài Gòn TV chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi được gửi đến quý vị chương trình Cà Phê Sáng thì có một bản tin vừa cập nhật tại Sài Gòn. Một tiệm karaoke ở trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 ở Sài Gòn đang bị cháy và hiện nay người ta đang phong tỏa khu vực này để mà tìm kiếm những cái người bị kẹt lại ở bên trong. Vào lúc 10 giờ thì tiệm karaoke này bị cháy, gồm có 2 căn liền kề cao 4 tầng. Trong khi đó thì cháy đã lan qua 2 cửa hàng bán xe máy, một shop quần áo, một vài căn nhà ở trong cái hẻm gần đó. Hiện nay thì toàn bộ khu vực đường Lý Chính Thắng, đường Kỳ Đồng và toàn bộ chung quanh, ít nhất là 3 căn nhà đang bị cháy, đang vào khoảng giờ phút này. Mùi khét vẫn còn bốc lên nồng nặc và người ta cho biết rằng là vẫn còn có người kẹt ở trong tiệm karaoke. Kính thưa quý vị, đó là cái khu vực mà chắc quý vị đã biết, trên con đường Lê Văn Duyệt ngày xưa cũng giống như Kỳ Đồng, nhà dòng Thành Chúa Cố Thế. Anh biết cái con đường xe lửa, khu đó chắc hồi xưa anh hay làm việc ở đó phải không ạ? Và kính thưa quý vị, đó là một tai nạn đáng buồn đến cho những người Việt của chúng ta tại quê nhà. Và trở lại vấn đề ở quận Cam của chúng ta, kính thưa quý vị, sau 40 năm ngày chúng ta bỏ nước ra đi, đến bây giờ thì tất cả các học sinh của các trường trung học ở miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sinh hoạt đều đặn với nhau. Họ là những người đến từ các trường quốc học từ Huế, họ đến từ các trường võ tánh tại Nha Trang, trường ngữ tại Nha Trang, cũng giống như tất cả các trường từ Tuy Hòa cho đến Quy Nhơn. Và đặc biệt là tại miền Nam, chúng ta có những ngôi trường lớn như trường Chu Văn An, trường Petruski, trường Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó thì các cô nữ sinh của Gia Long, Trưng Vương, tất cả những người bây giờ họ đã lớn tuổi, tuy nhiên họ luôn luôn nhớ đến về một cái gì vãng, có thể nói một thời học sinh của họ tốt đẹp nhất. Và đến bây giờ thì hôm nay chúng tôi có mặt hai người là thành viên trong ban tổ chức của Hội Liên Trường và Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị, đó là anh Chu Văn An, Nguyễn Mai. Anh là Nguyễn Mai hiện nay đảm nhiệm cái công việc là tổ chức cái đêm countdown giao thừa. Và bên cạnh đó là anh Mai Đông Thành, là một trong những học sinh của trường Nguyễn Trãi. Công việc tiến hành tổ chức của quý vị đón mừng năm mới như thế nào rồi, thưa quý vị? Thưa, bây giờ thì coi như là gần như hoàn tất rồi, thì tôi chỉ chờ tới cái lúc tối giao thừa để ra quân thôi. Quý vị ra quân thì kỳ này quý vị đi bao nhiêu tiểu đoàn tất cả mà ra quân? Tụi tôi thì chừng một tiểu đội thôi, nhưng một mà sẽ đón số quan khách chắc cũng phải trên 400 người. 400 người. Anh Nguyễn Trường có chưa định đi dự khao quân cái lễ countdown này không? Rất tiếc là tại vì biết được cái tin này trễ, chúng tôi đã có nhận lời từ một cái tổ chức khác cho nên sẽ đi cao đao ở một cái nơi khác. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng thời gian thấm thoát qua nhanh, 40 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi. Và đến bây giờ chúng ta hồi tưởng lại trong cái đoạn đường gay go đầy cam khổ đó và chúng ta đón mừng năm mới, thì đây là những người họ luôn luôn hướng về một cái gì trong quá khứ có thể nói rất là dễ thương, rất là vui nhộn của một thời học sinh. Thế quý vị dự trù năm nay trong cái tinh thần mục đích chính của cái buổi countdown này là cái gì? Từ tôi thì họp với nhau từ đầu, gọi là đầu thế kỷ này, từ năm 2000 tôi họp mặt với nhau rồi. Thì sau nhiều khi họp mặt vui với nhau mới bảo là chúng ta có một lực lượng lớn như thế này, đông này, tại sao làm không làm cái gì hữu ích? Thành ra tụi tôi mới nghĩ là trước hết là mình gặp nhau để countdown vui với nhau đây, sau đó làm một cái chuyện hay hơn là chúng tôi nghĩ đến những anh cựu, nghĩa là thương binh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thì nghĩ mình làm một cái gì để giúp cho các anh, mà những người mà chẳng được ai giúp.
Vâng. Kính thưa quý vị, với cái fly là hội liên trường, quý vị thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng giống như liên trường trung học Việt Nam của miền Nam California, mà như lời của anh Mai Đông Thành vừa nói, với mục đích để làm cái gì đó để nhớ đến những người đã hy sinh một phần thân thể của họ và hiện nay họ đang sống đời sống cơ cực tại Việt Nam, đó là những thương phế binh. Thì như vậy quý vị, trong quá khứ mười mấy năm nay quý vị đã giúp gì được họ không? Dạ thưa anh Toàn Trọng và anh Trường, và thật sự là chúng tôi đã giúp từ năm 2001 tới nay, năm nay là năm 2013. Và hàng năm chúng tôi gây quỹ thì 14. Như vừa năm vừa rồi đó thì chúng tôi đã gửi được 16.000 đô la cho 313 gia đình thương phế binh trong nội trong năm 2014 này và tặng một xe lắc. Và tính từ năm 2001 tới bây giờ đó thì chúng tôi đã giúp được khoảng 2.985 gia đình thương phế binh và tặng 29 chiếc xe lăn và xe lắc. Tổng cộng số tiền chúng tôi gửi về là 162.291 đô la. Wow, wow. Dạ vâng. Từ 13 năm, thưa quý vị, truyền thống đã có từ 13 năm nay của Liên trường Trung học Việt Nam California. Như vậy thì tổ chức như vậy thì cái tiền bán vé, tiền lời rồi cộng với lại tiền mà người ta đóng góp vào đó thì sẽ dùng để mà tặng cho Hội Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Dạ đúng với anh, đó là hoàn toàn những gì chúng tôi nhận được á. Và qua Mạnh Thường Quân, ngay tới bây giờ phải là vui mà báo cáo với các anh với lại từ quý vị khán giả là tôi đã nhận được gần 10.000 đô la cho tới mặc dù chưa tới lúc tổ chức. Tức là bạn bè và anh chị em khắp nơi đó đã biết chúng tôi rồi, 13 năm nay rồi, thành ra cứ tới cái dịp này là họ nhiều người bạn tôi từ xa cũng hỏi năm nay tổ chức không, bảo có chứ. Thì họ cứ đã gửi check về rồi. Nhưng mà anh đừng báo cáo với tụi tôi tại tụi tôi không có tiền. Khoe với anh nhưng kính thưa quý vị, đó là một ít số tiền của ít lòng nhiều, nhưng chúng ta nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta. Thì kính thưa quý vị, tại sao chúng ta không nhân cái cơ hội này để đóng góp một cái phần nào cho những người mà đó cùng với chúng ta chiến đấu dai dẳng cả một cái cuộc chiến và ngày nay họ kém may mắn sống tại quê nhà trong những cái điều kiện khó khăn, phải không anh Đức? Dạ vâng. Xin được hỏi hai anh là cái sinh hoạt của Hội Liên trường Trung học Việt Nam Nam Cali đó không lẽ chỉ gặp nhau một năm có một lần vào cái dịp tất niên thôi, hay là trong năm này có những sinh hoạt gì khác nữa hay không ạ? Wow, anh Nguyễn Trường này coi vậy. Dạ thưa anh Trường, đợt trước đây đó thì chúng tôi những năm về trước đó thì chúng tôi còn trẻ trung hơn một tí thì hay tổ chức picnic. Rồi sau đó thì chúng tôi chuyển qua để gây quỹ thương phế binh ở trong nhà, tại vì số lớn tuổi không ra picnic nữa, thì chúng tôi làm một việc có tính cái xã hội hơn. Ngoài vấn đề thương phế binh á, là chúng tôi trước đó đã giúp đỡ cho lũ lụt miền Trung, miền Tây Việt Nam và những cái việc thiên tai của nước Mỹ, như ví dụ như là Katrina. Và năm vừa qua 2013 chúng tôi đã gây quỹ Oklahoma và chỉ trong vòng 3 tuần lễ chúng tôi đã gây quỹ được trên 11.000 đô la và tất cả số tiền đó thì chuyển giao cho Hội Học Tự Quốc tế. Kính thưa quý vị, đó là những hoạt động của Hội Liên trường của các cựu học sinh miền Nam California, họ luôn luôn nhớ đến quê nhà. Lẽ dĩ nhiên trong đó quý vị còn có chúng tôi, tất cả chúng ta đều nhớ đến những cái gì đang xảy ra trên mảnh đất quê hương của chúng ta. Chúng tôi không đi sâu vào vấn đề chính trị trong những ngày cuối cùng vào năm nay, nhưng chúng tôi nói đến với lòng nhân ái giữa con người với nhau. Và kính thưa quý vị, như vậy thì quý vị nghĩ rằng chương trình sẽ thành công vào cái đêm countdown này phải không? Năm nào cũng vậy, giả sử tôi tới khi mà bắt đầu là bao nhiêu người, một số người đến sau thì tôi phải xin lỗi tại vì bao giờ nó cũng bị đầy hết trơn rồi. Kính thưa quý vị, đó là Hội Liên trường với đêm countdown vào tối thứ tư từ lúc 6 giờ tại nhà hàng Seafood Kingdom. Và quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.